Các bạn ơi, có thể là các bạn nhìn thế này, các bạn nói, sao buồn cười thế? Mà các bạn có thể là không hiểu là con vẹt nhà mình nó đang mình đang phải làm gì cho nó đây. Thì chắc là đầu tiên các bạn nhìn cái ngực của nó, các bạn hiểu rồi là cái thời gian cũng dài dài rồi đấy, chắc là 1 2 năm rồi, chắc khoảng hơn năm rồi, năm rưỡi rồi là con vẹt nhà mình nó bắt đầu xuất hiện cái việc là nó cắn lông ngực này này. Thì cái việc đầu tiên dẫn đến cái việc cắn lông ngực này là cái mùa lồm các bạn nhé. Thì mình ít vào chuồng vẹt, nói chung là có khi có hôm là 2 3 ngày không vào mà chỉ vào cho ăn cái xong ra luôn. Thế thì dẫn đến là nó sinh ra cái cắn này. Và bây giờ thì mọi hôm trước buồn cười lắm nhưng mà bây giờ nó đỡ hơn rồi. Thì chính là cái mà ở cổ này này là mình làm cho nó để cho nó đỡ cúi xuống đây, nó cắn cái lông này. Thế cho nên là mình làm cách đây một thời gian rồi thì nó ổn ổn hơn rồi, nó mọc được như này là ổn rồi. Nhưng mà cách đây vài hôm mình lại thả ra một chút, bỏ cái này ra. Thì bây giờ mình lại cho vào. Thì cho vào vài hôm nữa để nó có bộ lông này nó ổn, bởi vì là nó đang mùa thay lông các bạn ạ. Đang mùa thay lông. Và nếu như là con vẹt nào mà các bạn làm như này mà nó xong nó quên nó không cắn nữa, một thời gian dài vài tháng nó quên không cắn nữa thì có thể sẽ ổn định. Nhưng mà thường là những bé vẹt nó đã có thói quen, nó thành thói quen rồi, giống như kiểu chúng ta là chúng ta hay ngồi mà chúng ta tức là lấy móng tay để chúng ta bẻ cái tức là tước cái móng chân đi ấy các bạn, đấy nó giống thói quen như vậy. Thế cho nên là nó cũng khó đấy, nhưng mà có thể là thỉnh thoảng làm như này để cho lại mọc lại một chút cho nó nhìn nó đẹp 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 trai tí nhá. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn chính cái này là cái mà để nó chống cắn cái này này. Đấy, chống cắn đây này. Đấy, thì nó cũng không ấy, các bạn cắt cái chai nhựa ra, các bạn dán cái cuốn vào, xong rồi cắt cái đầu chỗ đầu chai nhựa các bạn cuốn vào, sau đó các bạn cho cái dán băng keo vào là được thôi. Đó nhá, thì hôm nào nó đầy đủ lông thì mình cho các bạn xem hoàng tử của mình nhá. Đấy, con này đẹp lắm, nói chung là khá đẹp, cái mỏ mỏ đỏ au.